Mình gửi lời chào tất cả toàn thể anh em nhé. Buổi sáng hôm nay mình lại đi tiếp tục đi về mông gà anh em ạ. Hiện tại là 6 giờ 10 16 nhá mọi người nhá. Anh em thấy không? Chỗ gà nó bơi này. Nhiều lắm anh em ạ. Đây. Hôm nay mình có đứng chỗ xe máy đó mọi người, bên chỗ góc cây kìa. Mình đem vào đây này anh em ạ. Mà mình đem lại ấy anh em ạ, tại vì gà máy nó thấy mình đó, mình đang đi xe máy không đem được gà máy nên là mình đem gà trống anh em ạ. Anh em thấy không, lòng tùm lum luôn nha anh em ạ. Không hiểu sao không gục được tại chỗ anh em ạ. Ôi mỗi cái lon thôi anh em ạ, mà nó bay lại bay vào tút trong kia anh em ạ, chỗ đâm cái điều ngoài kia. Mà gà rừng này nó ngủ ở đây này anh em, nên là sáng sớm nó xuống đây nó ăn này. Giờ mình đi mai phục cây si nha mọi người nha, mình đi thăm cây si coi như nào này, gà nó bới này. Mình sẽ vào cây si này mình đem chim nha mọi người nha. Khi nào rảnh rảnh thì mình sẽ lên rừng nha mọi người nha. Mấy khu rừng trên kia nha anh em. Giờ mình đem cây si gì này nha mọi người. Ok, anh em theo dõi video của mình nha. Vướng cái cành anh em ạ. Nó xuống nhanh quá anh em ạ.
Ok. Rồi nha. Anh em, hồi nay mình đem con sóc bị trượt 3 viên là 10. Tại vì mình chưa lấy tâm anh em. Con khách xa nhất là mình chỗ cây si này không biết là nó sẽ ăn bao nhiêu anh em ạ. Nên là giờ mình sẽ test chỗ này nha mọi người nha. Để lấy tâm nha anh em. Mình sẽ test vào cái chấm trắng trắng này nha mọi người nha. Đây là khoảng cách cái cảnh xa nhất nha mọi người nha. Không biết là nó ăn bao nhiêu ạ. Không biết là ăn lên hay ăn xuống. Ồ, đâu rồi. Để ăn lên rồi anh em ơi. Má ăn lên 100. Này nó ăn lên 100 rồi anh em ạ. Nên là hồi nay mình đem nó bị trượt ra anh em ạ. Ôi giời ơi, tiếc quá anh em ạ. Mình thấy cũng được 5 con sóc về để ăn. Nó ăn quả cây si nữa mọi người. Quả cây si nên cần hết rồi nha mọi người nha. Tại vì thời gian vừa qua mình đi làm xa đó mọi người. Nên là không có thời gian xuống để đem đây anh em. À, tiếc quá đây. Giờ là thảo nào mà hồi nay mình đem toàn là zero mà nó không trúng anh em ạ. Thì ra nó ăn lên 100 này. Giờ mình sẽ test thêm một viên này anh em ạ. Lúc nào hay. Đây đi. Ăn lên 100. À. Rồi ok nha anh em nha. Đây này. Ăn lên 100 này. Quên máy thêm viên nữa nha mọi người nha. Nước trong trắng này nha. Ăn lên 100 này. Ôi. Ok nha anh em. Giờ nó mới phải chứ. Ôi giời. Tại vì mình mới lần đầu chơi kẹo monster nên là mình chưa cân được nha anh em nha. Chứ bữa giờ mình toàn dùng kẹo năm à, giờ mình xài monster rồi anh em ạ. Ngắm hả? Anh em. Ok nha. Rồi anh em ạ.
rộng. Ok mọi người nha, buổi sáng mình tranh thủ như vậy thôi anh em ạ. Hôm nay mình bêm trên ngày anh em rụng ba con sóc rồi, nhưng mà mình nghĩ là rụng một con duy nhất là được cục tại chỗ, hoặc là hai con thôi anh em ạ, còn một con kia nó bỏ chạy thôi anh em ạ. Mình bêm vào trung vào phần bụng đó mọi người, nên khả năng là không rụng được, khả năng nó bị thương thôi anh em ạ. Cây si này gần hết trái rồi nha mọi người nha. Tiếc là mình xuống đây muộn anh em. Lúc mình xuống đây đó, mình bêm một con gà ra anh em, là mình không có quay được cho mọi người xem, không chết được anh em. Tại vì cây cuối mình lâu ngày không vệ sinh về nòng van đồ này kia đó mọi người, nên là bêm giờ nó dở lắm anh em. Và lại mình đang dùng là kẹo Monster nên là nó hơi khó anh em nhé. Mình chưa cân được anh em. Còn kẹo 5 thì mình quen rồi, là mình cân được. Còn kẹo Monster thì độ đắn rơi nó mình cân nó chưa có được mấy nha mọi người nha. Nói chung là chưa được luôn anh em ạ. Nên là nếu mà xuống đây mình lấy tăm trước rồi mình bêm thì nó dễ rồi. Còn tại vì ở đây sóc nó đang ăn 4-5 con rồi nên là mình không lấy tăm được anh em nha. Giờ mình sẽ xuống dưới góc đó mình nhặt sóc, hồi nay mình bêm được 3 con không biết như nào nha mọi người nha. Còn 2 con kia bị trật đây anh em ạ. Rồi ok anh em, theo dõi mình nhá. Ok nha mọi người nha. Mình đã tới chỗ dưới cực kệ đà rồi nè mọi người nè. Mình đã thấy được con sóc rồi nha mọi người nha. Đây anh em. Đây nha mọi người nha. Một con nha anh em. Anh em theo một con này. Con thứ hai này anh em. Anh em. Đâu, con thứ hai này. Đây anh em ơi. Đây là con thứ ba này mọi người. Đây, con thứ ba này. Thế ra con này cũng chết anh em ạ. Một con, hai con mình bêm bị trật nha mọi người nha. Con này mình bêm trong cái mỏ của nó nè mọi người. Con này là mình bêm trong vào bụng nhưng mà vẫn chết nha mọi người nha. Bây giờ mình ra ngoài nha. Ok nha mọi người nha. Mình đã ra ngoài rồi nha mọi người nha. Kết quả mình buổi sáng hôm nay được 3 con nha anh em nha. Hôm nay mình đem được bị trượt hai con này anh em, cái đàn này, cái si này nè mọi người. Cái si kia mình chưa đi thăm được nha mọi người nha. Bên kia là cái si loại nhỏ như này luôn nha anh em ạ. Mấy cái si trên rừng kia mình chưa lên được anh em nha. Bữa sau có thời gian mình sẽ đi nha mọi người nha. Hôm nay mình xuống đây là sau giờ rưỡi anh em ạ. Giờ là hiện tại là 7:14, mình đi chưa được một tiếng anh em ạ, mà kết quả mình được như này nha mọi người nha. Tại vì mình dùng kẹo Monster nó chưa quen anh em ạ, nên là cũng hơi khó khăn nha mọi người nha. Nên là cũng bị trượt vào lại, hồi sáng mình chưa lấy tăm được anh em ạ, mà sóc nó lên ăn rồi, nên là cũng hơi khó nha mọi người nha. Anh em đã xem video mình tới đây cho mình xin một like nha. Lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để về sau mình có thêm động lực làm video tiếp theo cho anh em xem nha. Mình cố gắng làm video hay nhất có thể cho anh em xem nha. Hồi sáng á mọi người, mình có bêm gà đó, mình chưa kịp lắp lăng kính á mọi người. Lúc đó là sau giờ rưỡi anh em ạ. Trên đường mình xuống cây si này mình bêm này mọi người. Nên là mình bêm con gà nó bay tụt trong kia nên là mình không nhặt được nha mọi người nha.
khả năng nó không có chết được. Trung vào phần mềm hay sao anh em ạ? Rụng văng tùm lum luôn này anh em ạ. Rồi ok nha anh em. Lăng kinh vẫn là lăng kinh cũ nha mọi người nha. Nhiều anh em hỏi về lăng kinh á, là tại vì mình không có thời gian này anh em ạ, nên là mình chưa làm được lăng kinh. Mình làm xong mình sẽ đăng video cho anh em xem nhé. Rồi là anh em nào đặt hàng thì cứ đặt nhé. Ok, chào mọi người nhé.